Đúng như cổ. Quá ngon luôn. Hôm nay mình chẳng xinh gì cả. Tanpopo. Mình có cả lunch combo luôn. Trời ơi, sướng quá. Nhiều món lắm luôn, nhưng mà nó có một cái đặc biệt nhất. Mình chỉ có một cái vịt này thôi. Nhưng mà cái món nào nó cũng top up. Nhưng mà cái sauce của nó ấy, thì nó khác. Không cho mọi người ăn hai cái thì hai cái sauce nó rất là khác nhau. Nhưng mà cái thịt thì chỉ có một cái đúng không? Ừ. Chị recommend món nào? Đây. S2 đây. You can follow me on my Hello. Ông chủ rất là nhiệt tình, ông chủ bảo là mình cho mình quay một vài shot trong đây để quảng cáo luôn cho quán mì của ông ấy. Hello. My wife.
We had this one. Thank you.